Quân đội Nhân dân Việt Nam có một người lính đặc biệt quê Quảng Bình, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng ra đi để lại dương thế biết bao niềm thương tiếc. Ông chọn nơi yên nghỉ của mình là nơi trở về cùng đất mẹ. Ở đó, ông đời đời nghe sóng biển dạt dào, nghe điệu hò khoan dân dã hát ru. Thương truyền.